theo bước mẹ con nguyện về muôn phương sắc rêu tin mừng cho khắp trần gian. Ôi những lời Chúa dạy thật thâm sâu, ngày đêm mẹ luôn ấp ủ trong lòng, mẹ luôn ngẫm nghĩ không ngừng chiêm nghiệm lời Chúa đi suốt cuộc đời. Vì lời Ngài phán nào sai, vì lời Ngài mãi chẳng phai. Maria, mẹ đồng trinh vô nhiễm nguyên thủ. Maria, mẹ dìu con qua ngàn đêm tối, mang trong tim lời của Chúa soi sáng khắp nơi, lời của Chúa sức sống muôn đời. Từng ngày con sẽ đổi mới. Một cậu bé tên Louis, 15 tuổi, học nghề thủy thủ trên một chiếc tàu buôn. Một hôm, trời mưa to gió lớn, các thủy thủ lạnh cống và rét run. Viên thuyền trưởng đem rượu whisky cho mọi người uống để chống lạnh. Ông cũng đưa rượu cho cậu bé Louis, nhưng cậu từ chối không uống. Viên thuyền trưởng ép cậu phải uống kẹo bị lạnh, nhưng Louis vẫn một mực từ chối. Vì tự ái, viên thuyền trưởng đã bắt cậu ra sàn tàu đứng, ôm cột buồm suốt đêm. Sáng hôm sau, khi điểm tâm xong, viên thuyền trưởng mới chợt nhớ ra cậu bé Louis. Mọi người chạy lên sàn tàu thì thấy cậu bé đã ngất xỉu dưới chân cột buồm. Sau khi sưởi ấm và làm cho cậu bé tỉnh, viên thuyền trưởng mới dịu dàng hỏi: "Tại sao cháu lại cố chấp như thế?" Cậu bé trả lời: "Thưa ông, vì trước khi chết, mẹ cháu dạy cháu đừng bao giờ uống rượu, và cháu đã hứa với mẹ điều ấy." Viên thuyền trưởng ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?" Cậu bé ngậm ngùi kể lại: "Cha cháu say sưa tối ngày vì rượu. Mỗi lần say, ông ấy đánh đập mẹ cháu, cầm cố đồ đạc trong nhà để có tiền uống rượu. Mẹ cháu buồn quá sinh bệnh rồi chết. Cháu rất thương mẹ cháu. Xin ông đừng bắt cháu làm ngược lại những gì mẹ cháu đã dạy bảo." Viên thuyền trưởng cảm động ôm lấy cậu bé và nói: "Con xứng đáng là một đứa con ngoan. Ta sẽ truyền nghề cho con." Kính thưa quý vị và các bạn, tình yêu thương không đơn thuần chỉ là một thứ tình cảm bâng quơ bên ngoài, nhưng nó đòi hỏi phải có hành động cụ thể. Có lẽ ai trong chúng ta cũng hiểu rằng, trong tình yêu, khi chúng ta yêu thương ai, thì mọi lời nói và hành động của người đó chi phối cuộc đời của chúng ta, khiến chúng ta luôn hướng về họ để làm mọi điều tốt đẹp nhất cho họ. Chẳng ai nói mình yêu thương người khác mà lại không có một hành động nào để diễn tả tình yêu của mình. Thánh Gia-cô-bê đã nói về tình yêu phải có hành động đi kèm như sau: "Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì?" Hành động từ chối uống rượu của cậu bé Louis trong câu chuyện trên chính là cách mà cậu bé biểu lộ tình yêu dành cho người mẹ quá cố của mình. Hành động này nhắc chúng ta nhớ đến lời Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ của Ngài: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy." Chúng ta cùng thinh lặng một chút để lắng đọng tâm hồn và nhìn lại thái độ yêu mến và tuân giữ lời Chúa của mình trong cuộc sống hằng ngày.
Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta và mời gọi chúng ta đáp trả tình yêu bằng việc sống và thực thi lời Ngài đã truyền dạy. Cho nên, yêu mến và tuân giữ lời Chúa là hai hành động luôn gắn liền với nhau. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta nói mình yêu mến Chúa, thì chúng ta cũng phải để cho lời Chúa vang lên trong tâm hồn và chi phối cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, có thể nói, tuân giữ lời Chúa chính là bằng chứng cụ thể nhất để chúng ta diễn tả lòng yêu mến Chúa và cũng là cách thế hữu hiệu nhất để chúng ta đáp trả tình yêu của Ngài. Thế nhưng, làm thế nào để có thể đặt Chúa trong tâm hồn chúng ta và quy hướng mọi hoạt động trong cuộc đời chúng ta về Chúa với lòng yêu mến thực sự? Chúng ta cùng chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá. Ngài đã chứng tỏ tâm tình yêu mến Chúa Cha bằng việc vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập giá. Nơi Ngài, chúng ta học được bài học yêu bằng hành động thật trọn vẹn. Còn chúng ta thì sao? Nói yêu mến thì dễ, nhưng đi vào thực tế cuộc sống mới thấy thật khác xa. Tuân giữ lời Chúa không phải là điều dễ dàng nếu đức tin của chúng ta không đủ mạnh. Thật vậy, nếu không có niềm tin sâu xa vào Chúa, chúng ta không thể nhận ra Chúa và yêu mến Ngài được. Vì thế, muốn yêu mến và tuân giữ lời Thiên Chúa bằng hành động, chúng ta cần bắt đầu bằng tình yêu thương đối với tha nhân. Lời Kinh Thương Người có 14 mối đã dạy chúng ta thực hành lời Chúa thật ý nghĩa với hai phần cụ thể. Thương xác 7 mối bao gồm cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đổ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ chết. Và thương linh hồn 7 mối bao gồm lấy lời lành mà khuyên người, mở dạy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dễ ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Tháng năm kính Đức Mẹ, chúng ta cùng nhìn lên mẫu gương về sự trung tín trong việc yêu mến và tuân giữ lời Chúa nơi Mẹ Maria, để xin Mẹ dạy chúng ta luôn biết bày tỏ lòng yêu mến Chúa bằng cuộc sống tốt lành, thánh thiện và yêu thương anh chị em đồng loại của mình. Lạy Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin cho chúng con luôn biết yêu mến và tuân giữ lời Chúa, để lời Chúa trở thành lẽ sống trong cuộc đời chúng con. Amen. Con đứng lặng giữa trời chiều mênh mang, lắng nghe núi rừng vang khúc tạ ơn. Trên bước đường lưu lạc nhiều lòng đau, Mẹ ơi, đời con vất vả dặm trường, nhiều khi đói lạ bên đường, tay Mẹ nâng đỡ săn sóc mến thương. Cuộc đời quên hết sầu vương, trở về bên Chúa tình. Maria, Mẹ đồng trinh vô nhiễm nguyên tội. Maria, Mẹ dìu con qua ngàn đêm tối.